quá. Khi mà chúng ta đóng vào thì hai cái mũi của hai bản bên bản đèn này nó sẽ ập vào nhau đấy, nó sẽ bị kênh cánh đây, nó sẽ bị gông cánh. Bây giờ mình sẽ mài đi. Nhớ là mài phẳng đi nhé, chứ không cho không mài đứt tán đâu, mài phẳng cái đầu nó nữa, chúng ta mài tiếp bên trên này chúng ta mài tiếp. Cái mài này anh em làm tủ quần áo, tủ chạn, tủ bếp, tủ thuốc đều chúng ta phải đều mài tán này nhé. Nếu mà không mài thì nó bị gông cánh, sẽ cứ bật ra ngoài. Và lúc nào mà anh em không mài là khi mà anh em đóng vào thì nó gông cánh, mà sao nó mình đóng vào sao nó bị kênh cái điểm hở lên kênh đi, không mấy được. Thời gian cánh nó sẽ bị lung lay, nó hỏng. Mài đi rất ok, chúng ta chỉ bắt hít từ đây là ok thôi, xong.